Kính thưa ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế và các vị khách quý có mặt trong buổi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây và để tham dự cái diễn đàn thương hiệu Việt Nam lần thứ 12 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, gọi tắt trong tiếng Anh là Việt Nam Value, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối phối hợp với lại các bộ ngành triển khai thực hiện từ năm 2003, và đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam được triển khai với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu của sản phẩm. Mục đích của chương trình là nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là một quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là một chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như là gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã từng bước xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu của mình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí trên thị trường trong và ngoài nước. Do đó, số lượng doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tăng đều qua các kỳ. Cụ thể là năm 2008 thì chúng ta mới có 30 doanh nghiệp được ghi nhận là có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Năm 2010 thì có 43 doanh nghiệp có sản phẩm được ghi nhận là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Và năm 2012 là có 54 doanh nghiệp, năm 2014 là có 63 doanh nghiệp và năm 2016 là có 88 doanh nghiệp. Mà đến năm 2018 vừa qua thì đã có 97 doanh nghiệp được ghi nhận là có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Đến nay, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Thông qua các hoạt động truyền thông quảng bá, chương trình đã góp phần tạo dựng uy tín cho hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam và tăng cường nhận biết đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước, tạo sự tin cậy, ưa thích của người tiêu dùng trên thị trường thế giới đối với hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt Nam. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 của tổ chức Brand Finance công bố, thì giá trị thương hiệu của Việt Nam đã được cải thiện lên 2 bậc trên bảng xếp hạng và lên thứ 43, cũng là nhờ một phần đóng góp của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, Việt Nam Value và những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Kính thưa quý vị đại biểu, để nâng cao thế mạnh của thương hiệu quốc gia Việt Nam, tạo một chiến lược quảng bá đồng bộ, nhất quán và chuyên nghiệp về thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới, thực hiện Nghị định số 28 năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương đang xây dựng và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam cho giai đoạn mới, mà dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình quốc gia, chương trình thương hiệu quốc gia. Hiện nay thì theo chương trình xây dựng pháp luật của Thủ tướng Chính phủ thì đến cuối tháng 6 này thì Bộ Công Thương sẽ phải trình hai cái dự thảo này lên Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. Và khi mà được phê duyệt thì cái chương trình thương hiệu quốc gia này sẽ có một cái khung khổ pháp lý chính thức để hoạt động một cách hiệu quả hơn so với thời gian qua. Năm 2018 thì Cục Xúc Tiến Thương mại đã phối hợp với các chuyên gia về thương hiệu thực hiện một số những cái cuộc khảo sát và nghiên cứu như là khảo sát về thực trạng nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về chương trình thương hiệu quốc gia và phân tích kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Chúng tôi đã sử dụng kết quả của những cái nghiên cứu này để tổng hợp và soạn thảo các bản dự thảo đề án chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2030
và tầm nhìn đến năm 2045 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng và quản lý và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Nội dung của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ cố gắng có sự gắn kết thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp với lại hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch và từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam trở thành một hình ảnh tích cực, hấp dẫn và thu hút đối với các nhà nhập khẩu, các du khách, các nhà đầu tư, người lao động và người tiêu dùng trên thị trường trong và ngoài nước. Đề án cũng nêu lên cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngoài ra thì trong đề án, trong dự thảo đề án thì chúng tôi cũng đang cân nhắc và xin ý kiến của cộng đồng xã hội cũng như là cộng đồng doanh nghiệp về việc là bên cạnh công nhận các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia thì trong giai đoạn mới, trong giai đoạn tới thì chương trình sẽ triển khai công nhận các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá truyền thông cho các thương hiệu này. Ví dụ như là nhãn lồng Hưng Yên hay là cam canh Bưởi Diễn, rồi thì vải Thanh Hà, thì đó là những cái thương hiệu mà của vùng. Thì trong thời gian tới thì chương trình thương hiệu quốc gia cũng đang cân nhắc là có thể là công nhận những cái thương hiệu này trở thành là thương hiệu quốc gia để mà nhằm là quảng bá những cái đặc sản vùng miền ra thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng là đề án chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam khi mà được chính phủ phê duyệt sẽ tạo ra một chính sách, cơ chế thống nhất, đồng thuận, nhất quán trên phạm vi cả nước và từ trung ương đến địa phương giữa các bộ, ngành, tổ chức trong việc xây dựng quảng bá thương hiệu hình ảnh quốc gia Việt Nam một cách hiệu quả. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.